Nhận định bóng đá Arsenal với Benfica, 0:55 ngày 26 tháng 2, vòng 1/16 Europa League. Dù bị Arsenal cầm hòa 1-1 trong trận lượt đi, Benfica vẫn lạc quan bước vào trận lượt về, bởi pháo thủ đang lệch thước ngắm trầm trọng và nếu chơi đúng sức, đội bóng Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể hát khúc khải hoàn ở sân Georgios Karaiskakis đêm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Phát biểu sau trận lượt đi, tiền vệ Bukayo Saka, người đã gỡ hòa cho Arsenal, nói rằng đội bóng của anh đã chơi tốt hơn và đáng ra phải giành chiến thắng khi tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng tự thân luận điểm ấy của Saka đã cho thấy một vấn đề, đó là khả năng dứt điểm yếu kém nơi Arsenal. Đúng là các pháo thủ đã chơi lấn lướt Benfica ngay trên sân khách, đúng là họ đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Song cái cách những chân sút Arsenal, đặc biệt là đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang sút ra ngoài từ cự ly 5m trước cầu môn, bỏ lỡ những tình huống ngon ăn chỉ tố cáo rằng đội bóng London vẫn còn rất vô hại, khả năng dứt điểm kém, đặc biệt là trong những trận đánh lớn, đang trở thành bệnh mãn tính của Arsenal. Trước thềm trận lượt về với Benfica, đội bóng này lại vừa thua Man City với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà. Trong một trận đấu mà huấn luyện viên Mikel Arteta ấm ức mô tả rằng chúng tôi thua chỉ vì quá vô duyên trước cầu môn đối thủ. Trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal chỉ có đúng 2 trận ghi quá một bàn trước đội bóng điên Leeds United và rổ đựng bóng Southampton. Còn lại, họ 3 lần tịt ngòi và 2 trận ghi được vỏn vẹn một bàn. Đấy không phải là số liệu có tính khích lệ, tạo ra không khí lạc quan cho Arsenal trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League với Benfica. Nhất là khi trận này pháo thủ cũng bị tước bỏ lợi thế sân nhà, do nước Anh vẫn là điểm nóng của Covid-19 tại châu Âu với chủng virus mới có tốc độ lây lan khủng khiếp nên trận Arsenal, Benfica phải rời sang đá tại sân trung lập ở Hy Lạp. Pháo thủ mới chỉ thua duy nhất một trong 7 trận sân nhà vừa qua tháng 3, hòa 3 nên việc phải rời xa tổ ấm của mình chắc chắn cũng khiến họ giảm bớt khá nhiều tự tin và hưng phấn. Trong khi đó, với Benfica thì việc bị cầm hòa với tỷ số 1-1 trên sân nhà trong một trận knockout của các cúp châu Âu không phải điều gì quá đáng sợ. Trong 6 lần như vậy, thì 4 lần gần nhất Benfica đã giành thắng lợi ở lượt về để giành vé đi tiếp. Đáng chú ý, một trong 4 màn đoạt vé trên sân khách ấy của họ diễn ra trước chính Arsenal. Đấy là tại vòng 2 của cúp C1 mùa 1991/92. Khi ấy, Benfica cũng dẫn trước rồi bị gỡ lại 1-1 chỉ sau 2 phút trong trận lượt đi, y hệt như những gì diễn ra giữa hai đội hôm 19 tháng 2 vừa qua. Tại lượt về trên đất Anh, đội bóng Bồ Đào Nha xuất sắc cầm hòa 1-1 ở 90 phút chính thức và sau đó ghi thêm 2 bàn ở 2 hiệp phụ để giành thắng lợi 3-1 và đoạt vé đi tiếp với tỷ số 3-1 trong trận lượt về. Kịch bản xưa hoàn toàn có thể lặp lại trong trận đấu giữa hai đội đêm nay, khi Arsenal thì đang cùn mòn, lệch thước ngắm hệt như dưới thời huấn luyện viên Jorge Graham ngày nào. Còn Benfica cũng thăng hoa với 6 trận bất bại liên tiếp, chẳng khác mấy so với thời điểm họ vượt qua Arsenal cùng huấn luyện viên Sven Goran Eriksson cách đây 30 năm. Dự đoán, 1-1 Benfica thắng trong hiệp phụ.